Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại đường Võ Thị Sáu. Cái khu vực chỗ này là chúng ta đứng ở ngay cái đường đi vào du lịch sinh thái làng bè nè. Đó, quán lạ. Cái đường này là cái đường đi vào cái khu làng gỏi cá Tân Mai. Trong này có rất là nhiều những cái quán gỏi cá nổi tiếng ở Tân Mai. Thì khi mà đi về Tân Mai mà cứ hỏi cái món đặc sản là cái món gì thì hầu như mọi người thường nhớ đến cái quán gỏi cá là nhiều quý vị. Hôm nay tôi đi dạo vòng đây quay quý vị xem cái khu này của Tân Mai. Xem là trong này bây giờ như thế nào. Cái khu trong này thì bây giờ nó cũng thay đổi nhiều, nhìn nó cũng là lạ. Sân bóng đá mini 5 gian vào 100 m. Ở trong này thì có khu du lịch sinh thái làng bè. Trong này là đang thuộc khu Tân Mai vậy nhá, khu dân cư Tân Mai ấy. Lâu lâu được quý vị đi thăm lại những cái khu này coi xem là thay đổi không. Quán hương quê đi vào đây, còn quán làng bè thì đi vào đây, đi qua hướng này. Đấy. Wow, khu trong này nhìn cũng đẹp quá, phát triển quá. Quán lạ, quán này quán lạ, quán gia đình. Mấy quán này nó ven sông cũng vậy, ngồi mát mẻ. Khu này thì trước giờ nó vậy rồi, mấy quán ăn ở ven sông. Đây là cái đường đi vào khu lịch sinh thái làng bè. Đây, làng bè trong đây này. Đấy, đi vào trong đây ha. Đây, có những cái quán ăn mà nó dọc bờ sông như vậy. Đi thẳng cái đường này thì chúng ta lên khu vực Nghĩa Trang 2 rồi Nghĩa Trang 1 của Giáo xứ Tân Mai. Đấy. Tôi sẽ đi thẳng cái đường này lên và đi qua những cái khu vực kia của Giáo xứ Tân Mai luôn, quay quý vị xem. Lâu lâu đi lại khu này cho quý vị xem cho nó đỡ nhớ nhà nha. Chỗ này là có cái đình đình thần Tân Mai. Đây là cầu rạch gió. Cầu rạch gió đi qua cái một cái con rạch. Rạch này thì nó cũng đổ ra sông thôi. Đấy. Rạch thì đổ ra sông mà rạch thì toàn là nước thúi không à. Đấy, đi qua cái cầu nhảy tưng 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 như là ngựa vậy. Phía này là Nghĩa Trang 2, Nghĩa Trang 2 của Giáo xứ Tân Mai ha. Trong Nghĩa Trang thì có Đài Đức Mẹ, La Vang. Mọi người hay đến đây đọc kinh, cầu nguyện Đức Mẹ. À, tôi sẽ đi thẳng cái đường này lên đi. Cái đường này là bắt đầu đi tới những cái quán gỏi cá. Quán gỏi cá nổi tiếng đây là quán gỏi cá Kim Yến này. Đây. Gỏi cá Kim Yến. Nổi tiếng khu này. Khu vực này thì bà con là đa số là người theo đạo Công giáo mà
đang nằm trong khu giáo xứ Tân Mai mà. Tân Mai thì cũng giống như Hồ Nai, bà con theo đạo Công giáo là nhiều. Yên bình vậy ha, cảnh bà con đây yên bình, không có xô bồ. Gọi cá Biên Hòa đấy, đi vào đây là nhà nào cũng gọi cá, gọi cá. Ngay khu chỗ này là nghĩa trang một này các bạn, nghĩa trang một của giáo xứ Tân Mai đấy. Nghĩa trang một là nghĩa trang chính, nghĩa trang rất là lớn ở đây. Khu này Phú nhớ không lầm, hình như là khu giáo họ Vinh Sơn thì phải, giáo họ Vinh Sơn của giáo xứ Tân Mai. Đi dạo một vòng ở đây, lên tới trên nhà thờ, rồi cũng lại đi vòng qua các con hẻm khác quay quý vị xem. Đây. Cái đường này chúng ta đi thẳng lên nhà thờ vậy ha, thẳng nhà thờ Tân Mai. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhé. Sẽ cố gắng đi thật là chậm thôi, quay cho quý vị xem. Chỗ này chúng ta sẽ lên một cái dốc ở đây này. Trước mắt quý vị là nhà thờ Tân Mai rồi. Bên tay phải đây là nhà thờ Tân Mai này. Bên tay trái là nhà mục vụ. Sẽ đi thẳng lên phía trước nhà thờ rồi quay qua cái đường bên kia cho quý vị xem. Ở khu chỗ này buổi sáng người ta bán đồ ăn sáng nhiều quý vị. Đồ ăn sáng nhiều cũng ngon lắm. Bữa nào Phú sẽ ghé vào một trong những quán đây ăn thử lần coi. Đây, bên trong khu nhà thờ Tân Mai. Đây, cái chỗ này ta bán đồ ăn sáng nhiều này. Phở, bò kho, đủ thứ đây. Cái quán lề đường cũng đông khách quý vị. Đây là trường Lê Lợi. Trường Lê Lợi đây. Ngay phía trước này là cổng nhà thờ giáo xứ Tân Mai. Đây, nhà thờ giáo xứ Tân Mai. À, người ta đã chuẩn bị những cái nơi như thế này để sống mùa chay 40 ngày chay thánh. Cái nơi này Phú nghĩ chắc là để ngắm vậy nha. Ngắm mùa chay. Ta Phú sẽ vòng qua con đường này đi. Thì bây giờ là vào mùa chay rồi, cho nên là hầu như giáo xứ nào cũng vậy, người ta đều làm những cái nơi như này để có chỗ mà ngắm. Đấy, những cái quán ăn đây này, quán ăn dọc đường đây vậy. Đấy. Nơi này để cho giáo dân buổi tối đến đây nghe ngắm mùa chay. Đây, mình sẽ đi vào đường này đi, qua cái hẻm bên này, đi qua những cái hẻm bên này ha. Cái hẻm này thì chúng ta cũng đi ra phía chợ đó, phía chợ Tân Mai. Thì Phú sẽ không có đi ra chợ, mà Phú sẽ đi qua những con hẻm ở đây thôi, quay cho vị xem. Đấy, bán đồ ăn sáng này. Bây giờ mà đi vào chợ là cứng ngắc luôn á. Chợ Tân Mai đông lắm.
À, đây có một cái con hẻm ở đây, người ta trang trí hôm Tết rất là đẹp rồi. Đó, vẫn chưa gỡ ra, chưa gỡ cổng ra. Những cái con đường bên kia là hầu như clip nào mà Phú đi vào Tân Mai Phú đều quay hết rồi. Còn bên này thì Phú rất là ít khi quay, nên là bây giờ Phú sẽ quay ở khu bên này. Đấy, để quý vị ở bên phía bên này mà quý vị chưa có xem được thì quý vị có thể xem ha. À, quý vị muốn xem chi tiết ở khu vực chỗ nào thì quý vị cứ để lại những cái dòng bình luận ở phía dưới, Phú lại sắp xếp để đi quay quý vị xem. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Và quý vị cũng đừng quên là nhấn vào cái nút đăng ký kênh đó, để theo dõi những cái video mới mà Phú đăng lên. Quý vị thương Phú thì có thể ủng hộ cho Phú những cái chai nước suối để Phú đi đường cũng uống cho nó khỏi khát, để tiếp tục quay video cho quý vị xem. Đấy, ra tới cái hẻm ở đây, cái hẻm đây là chắc là cái hẻm cuối cùng của giáo sư Tân Mai rồi, đúng rồi, ra tới ngay khu chợ luôn rồi. Hôm đi quay cho quý vị xem ha. Giáo sư Tân Mai thì rộng lắm, rất là nhiều hẻm. Đi chậm chậm quay cho quý vị xem. Ánh sáng bún riêu nhìn hấp dẫn quá vậy. Ồ, này ra ngay chợ luôn nè, biết có qua được cái hẻm khác không? Ra ngay chỗ chợ luôn đấy quý vị. Đâm thẳng ra chợ luôn. Đấy, ánh sáng này. Chắc là được. Rất là đông nhưng mà chắc là qua được. Wow, đi qua sực mùi mắm tôm. Ai cũng sẽ đi ra khỏi chợ nha. Rất đông vậy. Chợ đông quá. Nay mà đi vô chợ quay là đến lát nữa là ra không nổi luôn. Đây cũng sẽ đi ngang qua chợ các bạn. Đi ngang qua chợ. Chợ đông lắm. Chợ giờ này ngay cái giờ của các chị các bà đi chợ đông lắm. Ai cũng chạy ra ngoài luôn quý vị ơi. Đây chúng ta ra tới đường quý vị. Đây là đường Phạm Văn Thuận. Đó, ra khỏi chợ Tân Mai. Ai cũng sẽ đi thẳng về hướng đi thẳng về hướng Tam Hiệp nha quý vị. Cái hướng này chúng ta đi là đi thẳng về hướng ngã ba Tam Hiệp. Chỗ này là nó đang vẫn đang thuộc phường Tân Mai nha quý vị. Đấy. Coi còn cái hẻm nào nữa cũng quay cho quý vị xem. Tại những cái hẻm bên kia là mấy clip trước Phú quay hết rồi, cho nên là Phú muốn clip này là quay ở những cái hẻm khác, cái hẻm mà Phú chưa quay á. Đây, đây có cái hẻm mà hẻm trong đây là Long Quang Tự. Cái hẻm Long Quang Tự. Cái hẻm này đi vào cái chùa Long Quang. Chùa Long Quang cái này là thuộc khu phố 4 phường Tân Mai. À, dạo vòng đây quay quý vị xem. Phường Tân Mai thì rộng lắm. Đây là trường tiểu học Tân Mai, cơ sở 1.
Đó. Dân cư phường Tân Mai thì người ta cứ sống bình bình như thế này thôi, rất là bình yên. Đấy, cuộc sống không có xô bồ nhiều. Ngay chỗ này là trường tiểu học Tân Mai, cơ sở 1. À, trường tiểu học Tân Mai, cơ sở 1. Và bên phía bên này là chùa đây quý vị. À, bên phía này là chùa. Ai cũng sẽ đi thẳng cái đường này ha. Những cái đường này thì nó cũng link qua bên phía nhà thờ thôi. Sẽ đi qua bên hướng tay trái này đi. Đây, qua hướng tay trái này nha. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Trường mầm non Tân Mai, à, tu xá mẫu tâm Tân Mai. Ồ, này nhiều hẻm quá. Đây đường này không biết là ra đâu, sẽ đi luôn cái đường này, đi cái đường lớn này ha. Đi cái đường lớn trước đi. Rồi quý vị mà muốn xem chi tiết ở cái con hẻm nào đó thì quý vị cứ để lại cho Phú những cái dòng bình luận phía dưới nha. Rồi Phú sẽ sắp xếp và đi quay chi tiết quý vị xem. Còn giờ là Phú cứ đi cái con đường lớn, đường chính trước. Con đường này đi thẳng là coi chừng nó ra tới Tam Hiệp luôn á. Đường rất là rộng và dài. Chỗ này là nó thuộc khu phố 6 của phường Tân Mai quý vị. Phường Tân Mai quý vị thấy không? Rộng lắm. Đấy, những cái khu bên này là hầu như là Phú chưa có một cái clip nào quay chia sẻ quý vị cả. Đa số là Phú chỉ có đi vòng vòng gần cái nhà thờ rồi khu Sao Mai, xóm Đậu đấy, chỉ vòng vòng đấy thôi, chưa có bao giờ mà đi vào những cái khu này quay vị xem cả, nên là hôm nay không muốn là đi qua những cái khu này quay vị xem. Vị xa nhà xa quê hương xem video cho nó nhớ. Wow, đường ở đây sâu quá ha, trong này chắc hết đường luôn rồi. Ai đi thẳng eo này chắc hết đường luôn à. Hết đường à, hết đường rồi quay ra quý vị. Ở trong này cứ chạy thẳng theo cái đường lớn này là vô nhà người ta, hết đường sẽ quay ngược ra ngoài. Đấy. Phường Tân Mai nó như vậy. Đây, hút coi ở đây xem nó có cái đường nào nó trổ ra ngoài không nha. Khu dân cư bình yên. Đi vào trong này là nó có nhiều con hẻm nhỏ, nhưng mà những con hẻm này nó đều là ngõ cụt hết. À, muốn đi ngược ra đường thì phải quay ra ngoài này thôi. Đây, ngay chỗ này có một cái hẻm ở đây này, cũng sẽ rẽ ở đây đi.
Các bạn ơi, có cái hẻm đây. Tôi sẽ rẽ cái hẻm này nha. Đây quý vị. À, cái đường này không biết là có ra được không nữa. Ai đường trong hẻm. Chỗ này là nó thuộc khu phố 4 ở phường Tân Mai các bạn. Cái đường này nó cũng là ngõ cụt luôn đó bây giờ. Rồi quay ngược ra ngoài. Ở trong này rất là nhiều những con hẻm lớn mà không ra được nhỉ. Rất là nhiều con hẻm lớn nhưng mà không ra được các bạn. Toàn là ngõ cụt không à. Đấy, tính là đi vào những con hẻm như vậy rồi nó vòng sang những cái đường khác luôn, quay bị xe mà cuối cùng nó đều là cái hẻm cụt và Phú đều phải quay ra. Đây, chỗ này có một cái chợ nhỏ này này. Tâm Đức Phát gì đây này. Ai cũng sẽ đi ra cái đường này. Phải quay lại cái đường cũ thôi các bạn. À, quay lại cái đường cũ ra chỗ cái chùa đó. Đấy. Gọi là khu phố 4 và khu phố 6 phường Tân Mai, đi vô là ngõ cụt vậy nha, không có đường ra. Đấy, nó không có link ra được cái đường Phạm Văn Thuận, bắt buộc phải quay ngược ra ngoài. Đấy. Đưa quý vị các bạn đi dạo một vòng như vậy, thăm lại nơi xưa. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Đấy, thẳng đây là chúng ta ra đường Phạm Văn Thuận rồi nè quý vị. À, nó ra ngay cái bảng mà Long Quang Tự này. À, cổng Long Quang Tự. À, bây giờ sẽ ra lại cái đường Phạm Văn Thuận quý vị nhá. À, ra lại cái đường Phạm Văn Thuận. Đây là cái đường Phạm Văn Thuận à, đi ra hướng ngã ba Tam Hiệp. Rồi thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. À, rất cảm ơn quý các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.